Xin chào, đây là video hướng dẫn cài đặt Mitaro. Muốn cài đặt phần mềm Mitaro thì chúng ta phải có cái file setup Mitaro và file SQL Server. Tùy thuộc vào phiên bản Windows 32 bit hoặc là 60 bit, ta sẽ đào SQL tương thích. Đầu tiên chúng ta chạy file setup Mitaro. Chúng ta nhấn nét 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 và Insert. Là những kỷ niệm tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt SQL tùy thuộc vào phiên bản Windows, và đây là Windows của tôi là 64 bit, tôi sẽ đào SQL 64 bit. Chúng ta giải nén nó ra. Mở folder, chúng ta sẽ chạy file SQL Express. Chúng ta nhấn nét, nhấn Install và đợi nó chạy. Chúng ta nhấn nét. Chúng ta tiếp tục những nét và nét. Chúng ta tiếp tục những nét vào cái nhịp. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy SQL hệ năng. Ta những nét là tắt, chúng ta những nét tiếp là nét, chúng ta tiếp tục những nét thì rồi.
nhân viên. Tiếp theo chúng ta sẽ tách dữ liệu của MetaRho vào SQL Server. Chúng ta sẽ vào chương trình SQL Server. Chúng ta sẽ có giao diện như thế này. Nếu như các bạn không thấy tên trong server name, chúng ta sẽ click vào mũi tên nhỏ, chúng ta click vào Browse for More, chúng ta click vào dấu cộng và chọn tên server name cho nó và OK. Nhấn vào nút Connect. Sau Connect, chúng ta click chuột phải vào Database, chúng ta chọn vào Attach. Chúng ta click vào nút Add. Chúng ta click vào cái folder của MetaRho và chọn vào Data và chọn vào MetaCoSQL.MDS. Chúng ta click vào OK và click vào OK. Sau khi attach vào database, chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Chúng ta sẽ mở phần mềm MetaRho lên. Chúng ta nhấn vào nút tùy chọn. Tại đây, cái tên máy chủ sẽ là tên server name trong SQL Server. Chúng ta nhấn vào nút connect. Chúng ta sẽ copy lại tên server name của nó. Chúng ta dán vào ô máy chủ. Chúng ta nhấn vào nút kiểm tra kết nối. Nó sẽ báo kết nối thành công và chúng ta sẽ cập nhật. Chúng ta sẽ tạo tài khoản cho phần mềm, tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, tên đầy đủ của nó sẽ hiển thị trên phần mềm. Chúng ta nhấn vào nút lưu. Chúng ta đã tạo thành công. Chúng ta sẽ đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta sẽ nút vào đăng nhập. Sau khi đăng nhập, chúng ta sẽ thấy giao diện của chương trình như thế này. Ta vào hệ thống, đây cái dịch sách menu call, ta vào bàn làm việc, chúng ta nó ra hiển thị cái menu của phần mềm, chúng ta nhân sự và xin nhận cái nhân viên. Nếu mà chúng ta muốn chọn dữ liệu mới, chúng ta cứ vào chọn dữ liệu, ở đây nó ra hiển thị của sổ chọn dữ liệu chúng ta. Nhật ký sử dụng là hiển thị các danh sách người dùng ở tại phần mềm. Nếu chúng ta muốn thêm một người dùng nào, chúng ta chọn phần quy, chúng ta thêm mới. Nên chúng ta sẽ quyền cho nó. Đây tôi sẽ hết quyền cho người dùng. Rồi. Chúng ta thay đổi người dùng. Ta có thể thay đổi mật khẩu. Ở mục tùy chọn sẽ hiển thị cái hệ số chấm công, chúng ta có thể chỉnh sửa trong đây cái lương này công ty bảo hiểm thông báo. Nếu muốn xóa dữ liệu chấm công của một nhân viên nào đó, đây nhân viên A chấm công từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Nếu muốn xóa dữ liệu chấm công của nhân viên A từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 10 tháng 5 thì chúng ta vào hệ thống xóa dữ liệu chấm công, chúng ta chọn nhân viên A và xóa theo ngày, có thể xóa toàn bộ dữ liệu của nhân viên đó ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 10 tháng 5, chúng ta xóa xong chúng ta tính công lại, nó làm sẽ mất. Và nếu chúng ta muốn thêm giờ chấm công của một nhân viên nào đó, mở vào chấm công thêm giờ, ta chọn bên đây thì chọn nhân viên A từ ngày 1, ngày 2, ngày 3 tháng 5 và lúc 7 giờ cho tới 16 giờ 30 phút.
sáng đến chiều tối hè. Hiện chúng ta và tấn công lại đây nó sẽ hiển thị, nhớ đây chỉ là thay đổi cho phần mềm, cho máy tấn công nó sẽ không thay đổi. Phần ngôn ngữ nó có thêm nhiều ngôn ngữ, ở đây có 5 ngôn ngữ cho các bạn lựa chọn. Để xem nhân viên hiện hành đã chấm trên máy chấm công, chúng ta vào đây chọn ngày 18 toàn bộ, chúng ta cập nhật. Ở đây chúng đã có 3 nhân viên là chấm, có thể xuất ra file Excel. Chúng ta điểm danh nhân viên ngày 18, sau khi vào phần mềm chúng ta nhấn vào trợ giúp, chúng ta đăng ký DOL vào hệ thống, tùy thuộc vào Windows 32 bit hoặc 64 bit chúng ta sẽ chọn. Ở đây Win của tôi là 64 bit, tôi sẽ chọn 64 bit. Nó báo thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập kết nối giữa máy chấm công và máy tính. Chúng ta chọn vào biểu tượng máy chấm công, chúng ta chọn vào thêm mới, chúng ta sẽ đặt tên máy chấm công. Ở đây tôi sẽ đặt là MCC. Ở phần địa chỉ IP chúng ta sẽ thiết lập địa chỉ IP dựa vào địa chỉ IP của máy tính. Để kiểm tra chúng ta chọn vào chuột phải của biểu tượng mạng, chúng ta lấy chuột phải, chúng ta chọn Open Network, chúng ta chọn nút tiếp theo. Ở đây địa chỉ IP của tôi là 169.254.154.195. Chúng ta sẽ ghi lại y chang ba số đầu là 169.254.154 và số cuối cùng là số bất kỳ không trùng với địa chỉ trên máy máy tính. Thường thường trên máy chấm công là 201. Chúng ta chọn nút lưu. Chúng ta sẽ kiểm tra kết nối. Trước khi kiểm tra kết nối là các bạn phải kiểm tra IP trên máy chấm công có trùng với địa chỉ IP trên phần mềm hay không. Nếu chưa trùng, các bạn phải đổi lại cho giống với địa chỉ IP trên phần mềm. Nếu mà hiển thị đầy đủ thông tin trên phần mềm thì tức là kiểm tra kết nối thành công. Các bạn nhấn vào nút đăng ký máy chấm công, chọn vào nút kết nối. Nó sẽ hiện ra dãy số seri và số đăng ký. Số đăng ký nó sẽ hiển thị trên bìa đĩa. Các bạn ghi vào. Ở đây số đăng ký của tôi là 241203. Bạn chọn đăng ký. Nó sẽ báo đăng ký thành công. Vậy là các bạn đã thiết lập kết nối giữa máy chấm công và máy tính thành công. Sau khi thiết lập kết nối, chúng ta sẽ tải dữ liệu nhân viên về máy tính. Chúng ta chọn vào duyệt từ máy chấm công. Ở đây có 5 nhân viên là 5 nhân viên đã đăng ký cho máy chấm công. Tôi sẽ chọn nút vào tải về. Nó sẽ xuất hiện thông báo là số nhân viên vừa tải là 5, số vân tay là 5. Và sau đó chúng ta sẽ tải dữ liệu chấm công về. Chúng ta sẽ chọn tên máy và tải dữ liệu. Đây là số nhân viên vừa chấm công. Nếu như các bạn không kết nối được với máy chấm công thì các bạn có thể tải dữ liệu bằng USB. Sau khi các bạn tải dữ liệu từ máy chấm công về USB, các bạn cắm USB vào máy tính. Rồi các bạn vào máy chấm công. Dữ liệu chấm công từ HDD. Chọn đặt tên nhân viên, chọn user.dat, open, lưu nhân viên lại. Tương tự như vân tay cũng vậy, chọn đặt tên vân tay, chọn template và tải dữ liệu, chọn dữ liệu chấm công, chọn adlock.dat. Các bạn up up dữ liệu lại lên máy chấm công. Bởi vì lúc mà mình đổi tên là mình chỉ đổi tên trên phần mềm, mình chưa đổi tên trên máy chấm công. Bây giờ các bạn chọn 4 nhân viên, chuyển xuống, tải lại vân tay máy chấm công, tải lên máy chấm công. Ở đây nó sẽ ghi là số nhân viên đã tải lên máy chấm công,
số vân tay đã tải lên máy.com. Sau khi tải dữ liệu về, chúng ta sẽ làm cái sơ đồ quản lý. Chúng ta sẽ đặt tên cho công ty, ví dụ mình đặt là ABC khu vực. Ở đây mình đã tạo rồi là khu vực A và khu vực B. Phòng ban sẽ nằm trong khu vực và chức phụ sẽ nằm trong phòng ban. Như cấu trúc mình đã tạo ở đây là khu vực A sẽ có phòng ban A và chức vụ A. Khu vực B sẽ có phòng ban B, chức vụ B, và khu vực C sẽ có phòng ban C và chức vụ C. Sau khi các bạn tải dữ liệu chấm công và dữ liệu nhân viên lên máy tính thì các bạn vào chép vào ô nhân viên. Các sẽ hiện cái nhân viên mà các bạn đã tải về. Các bạn đổi tên, ở đây mình đặt là Nguyễn Văn C. Tên chấm công, các bạn nên nhớ là không nên để dấu ở phần tên chấm công. Lưu lại. Và số 4 là Nguyễn Văn D. Khi các bạn tải cái dữ liệu nhân viên mới về thì nó sẽ nằm ở trên sách nhân viên mới. Lưu lại. Các bạn muốn chuyển nhân viên sang khu vực A, phòng ban A thì các bạn click vào chuyển phòng ban, chọn khu vực A, phòng ban A, chức vụ A, đồng ý. Và D, thằng D cũng vậy. Chọn cho nó là khu vực B, phòng ban C đi. Đó, đồng ý. Nhân viên C mình chưa check vô, giờ mình check vô và mình chuyển lại khu vực A, phòng ban A, chức vụ A. Rồi. Ở chức vụ A có Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn C. Nguyễn Văn A là mình tạo từ đầu. Phòng ban B, chức vụ C là có Nguyễn Văn D là mình đã chuyển qua. Thôi chuyển qua các bạn tạo ca làm việc. Ở đây mình lấy ví dụ là ca hành chính là từ 8 giờ tới 17 giờ. Mình giờ vào làm việc nó là 8 giờ và giờ kết thúc là 17 giờ. Mình cho nó bắt đầu nghỉ trưa là 11 giờ và kết thúc nghỉ trưa là 12 giờ. Bắt đầu vào có thể là sớm hơn 3 tới 4 tiếng. Ở đây mình cho nó là 5 giờ, sớm hơn 3 tiếng. Kết thúc vào là mình lấy ở giữa là 8 giờ, 17 giờ là mình cho 12 giờ. Bắt đầu ra là 12 giờ 1 phút. Kết thúc ra là mình để cuối ngày là 23 giờ 59 phút. Bạn có thể cho phép nó đi làm trễ 10 phút hoặc là đi về sớm 10 phút hoặc là không cho nó đi làm trễ thì mình để 0 phút, thì sớm cũng vậy 0 phút. Tăng ca bạn có thể chọn tăng ca mức 1, mức 2, mức 3, mức 4 tùy thuộc vào bạn chọn tùy chọn ở hệ số tăng ca mức 1, mức 2, mức 3, mức 4. Nếu các bạn xem ca này là ca đêm, tức là qua đêm, ví dụ như là làm từ 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng thì các bạn chọn xem ca này là ca đêm. Sau khi các bạn đã chỉnh xong, các bạn lưu lại. Ở đây mình đã tạo rồi. Sau khi các bạn tạo ca làm việc xong rồi, các bạn tạo lịch trình vào ra và những phần thêm mới. Ở đây có chọn từ máy tự động không qua đêm, theo ID máy tự động qua đêm, không theo giờ, giờ đầu là vào, giờ cuối là ra, tính theo giờ. Nếu các bạn chọn từ máy thì trên máy có hai nút in out, in là giờ vào và out là giờ ra. Tự động không qua đêm là lần thứ nhất là vào, lần thứ hai là ra, lần thứ ba là vào, lần thứ tư là ra, cứ thế tiếp tục. Không qua đêm là không qua 12 giờ. Theo ID máy là nếu mà công ty nhiều máy chấm công quá thì theo ID là theo số lẻ là vào, số chẵn là ra. Ví dụ như 1357 là vào và 2468 là ra. Nếu như công ty của bạn làm chấm công nhiều hơn 4 lần hoặc là 6 lần thì mình sẽ chọn vẫn theo giờ và không muốn nó để tự động thì giờ đầu mình có thể để là bắt đầu từ 8 giờ cho tới 10 giờ là giờ vào, giờ thứ hai là từ 11 giờ đến 12 giờ là giờ nghỉ trưa và cứ thế tiếp tục.
giờ đầu giờ vào giờ cuối là ra, là lúc bắt đầu bạn vào làm việc thì bạn chấm, và lúc ở giữa bạn chấm bao nhiêu cũng được, nhưng cái cuối cùng đấy là sẽ là lấy giờ ra cho một ngày. Đây mình sẽ đặt là hành chính, mình sẽ chọn là giờ đầu là vào, giờ cuối là ra cho một ngày. Nếu như các bạn không hiểu, các bạn có thể đọc giải thích ở phía dưới của nó. Ok, các bạn tạo lịch trình vào ra rồi, các bạn tạo lịch trình ca làm việc. Mình sẽ thêm mới, mình sẽ đặt hành chính luôn. Cái lịch trình là, ca làm việc là mình sẽ gán cái ca làm việc trong các thứ trong trong ngày. Ví dụ mình sẽ chọn ca làm việc hành chính làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật. Mình đồng ý. Sau khi các bạn đã tạo hết rồi, các bạn sẽ gán ca cho nhân viên đó. Ở đây mình sẽ gán cho bốn nhân viên ABCD. Lịch trình vào ra là hành chính, tức là cái đầu cuối trong một ngày. Lịch trình làm việc là hành chính, là ca làm việc hành chính gán cho nhân viên này. Lưu sắp xếp. Thế là các bạn đã gán ca cho nhân viên đó. Sau khi các bạn gán ca cho nhân viên thì các bạn vào báo biểu, tính công và in báo biểu. Các bạn chọn bốn nhân viên. Hôm nay là chủ nhật ngày 6 tháng 5, hay là ngày 5 tháng 6, tính toán. Ở đây là vào lúc 6 giờ 54 là nó sẽ hiểu vào ca hành chánh. Ở đây mình chưa có giờ ra nên là sẽ thôi công nó bằng không. Còn nếu như là giờ vào không có mà có giờ ra thì công nó cũng bằng không. Chỉ có giờ vào, giờ ra thì công nó mới tính. Các bạn vào báo cáo chọn chi tiết người từng ngày hoặc là chi tiết thời gian làm việc. Số Xuất lưới. Các bạn có thể xem nhân viên giờ chấm công của nhân viên đó. Đây là có 3 nhân viên chấm công vào lúc 6 giờ 54, 8 giờ 54. Về cơ bản các bạn đã nắm được cái phần mềm. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có đọc hướng dẫn sử dụng trên Facebook hoặc là gọi điện thoại lên kỹ thuật viên để tư vấn.